Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay đi tham quan du lịch một số cái vườn cây cảnh. Thì để quay lên đây để khoe với mọi người một chút. Đây là một cái vườn cây cảnh của một anh chị em đang bắt đầu mới bước vào nghề. Mọi người nhé. À, xin hỏi ông chủ đây là cái cây gì nhỉ? Cây ngâu à? Kêu không thuần nước à? Đây là cây nguyệt quế. À, nguyệt quế. Hoa trắng này. Nguyệt quế nhá, lá chung, bông chùm. Thế là tôi nhìn qua tôi nhìn cứ tưởng cây ngâu. Trong ngâu ấy, nguyệt quế đó. Nó vẫn đang nhựa thường rồi, nó vẫn đứa thường rồi. Mọi người nhá. Đây mà ngay trước mà đi sang lớp lố đó, ở đấy là cây thanh ngành. Đúng rồi. Đấy là băng lăng núi. Đấy không, mà cái nơi mà ngay trường mà đi sang lớp lố. Đây, hôm trước bước ra lồi đây. Đấy, tao ngày trời nắng quá, tao chưa kịp phải là cứ dấp hết để cho cái trò đất lên. Đây là đều là đều là giống cây ngâu nhỉ? Nguyệt quế. Ừ, nguyệt quế. Bao nhiêu thôi? Thì tao cũng trông một loạt đấy để cho nó bên kia con trông rồi. Sao đây cái chỗ này? À, giờ xin giới thiệu mọi người, đây là vườn nguyệt quế vừa mới nhập về, chưa có thời gian để chào lên trồng và lên câu lạc bộ Hải Phòng nha. À, rồi xin chào mọi người nhé. Bác già thì như hôm qua em đưa bác đi xong rồi bắt đầu lên mâm một tí. Cây này bắt đầu khi qua quá trình của chủ vườn có dâm thì nay bắt đầu mới nảy mầm. Nảy mầm nảy trôi cho mọi người nhé. Đấy, đây cây này thì qua người bảo là tay so lê dáng trực mọi người nhé. Đấy, thực ra là chơi cảnh thì mỗi người sẽ có một cái riêng rất riêng ở đây mọi người nhé. Đấy, để là mời mọi người chúng ta đi tiếp theo nhé. Thì đây là xin giới thiệu mọi người, đây là lan nhé. Không biết là đây là giống gì, xin chuyên gia về lan cho biết nào. Đây là chúng tôi trồng đúng không, không biết là loại gì. Cái loại này là có quế xếp mọi người nhá. Quế xếp à? Hoa màu là gì à bác? Sau này có hoa màu mà nếu ví dụ như là quế tím thì nó là quế tím, hoa này là quế xếp. Quế tháng 8 thì nó sẽ hoa màu trắng nhá. Còn vài giò lan nữa thì xin mọi người chủ quay hộ cái là cái loại này là loại đây là của hàng của Thái. Hàng này là hàng gieo hạt. Hàng của Thái. Hàng gieo hạt mọi người nhá. Từ Thái về. Rồi ok. Hàng này hàng này thì tôi phải xem vườn rồi tôi mới nhớ được. Nhờ chuyên gia rồi, ok. Đây mọi người nhá, hàng rất là đẹp. Còn xin giới thiệu mọi người, đây là cây này là cây hoa giấy rồi. Cây này là cây ngũ sắc à? Ông chủ vườn ơi, cây này là cây ngũ sắc à? Cây này là cây ngũ sắc à? Cái đây cũng là hoa giấy bạn ạ. Hoa giấy sắc pháo. Sắc pháo thôi gì? Sắc pháo. À, chúng tôi chỉ chơi sắc pháo, hoa kép. Bởi vì là giờ chính phủ không cho đốt pháo nữa, cho nên là chúng tôi giờ chúng đành là phải lấy màu của hoa giấy để thay cho màu pháo. Mọi người nhá, đây là ông chủ trẻ nhá. Chào các bạn. Tiềm năng. Chúng tôi thì giờ mới nhập. Và là tổng giám đốc của một công ty cây xanh. Đấy, quý vị và anh chị ai mà có nhu cầu thì liên hệ qua tôi cũng được, hoặc là qua tôi sẽ cho số điện thoại. Đấy, mọi người nhá. Đầy đủ cái chủ vườn nó phải thế nhá. Đấy. Đấy. Ôi lèo ơi, thực giả mà nói lô ngầu nó nhiêu nhỉ? Nguyệt quế. Cái ngầu ấy, nếu mọi người không xem thì nhìn nó giống như nó như lá hoàn toàn khác. Thì đây đang bảo là nhìn mình không chơi và nhìn thì nó giống ngầu. Hoa ngầu đấy tôi chỉ không thích nó hoàn màu vàng. À, hoa ngầu màu vàng. Cái này là cái gì mà lá to này chúng bạn? Đà lá đỏ. Xin giới thiệu mọi người, đây là một cái cây, nếu mà tôi nhìn không nhầm thì nó là mỏ mực. Đúng rồi, chính xác. Đấy, tôi nhìn không nhầm thì nó là mỏ mực của ngày xưa. Mà cái này mà để làm được quá giang thì chắc là nghìn năm không mọt mọi người nhá. Thế bây giờ thì qua chuyển hóa thì nó thành một cái thú chơi của nhiều người. Đấy, quý vị và anh chị chúng ta nhìn cái gốc này. Đấy, cái gốc này thì rất là to. Tôi nhìn áng chừng cái niên đại của cái cây này sẽ có khoảng tầm 7 đến 80 năm. Cái cây suối mọi người nhá. Đấy, đi qua quá trình thể hiện ươm nắn và uốn nắn của những nghệ nhân thì sẽ ra cho chúng ta những cái thế mà chúng ta yêu thích mọi người nhá. Thế để còn ai mà mua mít thì xin giới thiệu mọi người, đây là mít Thái nhá. Đây là mít tố nữ các bạn ạ. À, mít tố nữ mọi người. Đấy, mít tố nữ. Mạnh dạn nói như thế còn không biết là giống gì. Mít đây mọi người nhá. Đấy, đây qua vào cái vườn sinh vật cảnh của một ông bạn. Đấy mọi người này. Rất là nhiều cái thể loại cây cảnh mọi người nhá. Khổ quá chứ chỉ không có tiên. Không có tiên. Đấy anh đang định đầu tư này, chú xem đã, hồ anh ít vốn để anh đầu tư làm cái đấy. Làm cái đây đấy. Bán được vốn. Thế chả thế.
làm cái đây là mét hai mà. Rồi, mét hai. Anh nhìn qua cái tâm để mà tìm hiểu thì là. Nó giá trên thị trường là thế nào anh? Giá trên thị trường cái đây chắc nó phải trên 1 triệu một cái. Ví dụ mình nói được thơ. Chân thơ nói quá đúng, cái đúng mét hai. Còn cái loại kia là 60 này 80. Ừ. Đấy. Kia lại kia khoảng kia khả năng phải 80. Hoặc 60 thôi. Trong làm này là trong những cái lục giác. Anh trong làm mới để trông những cây to này đâu, à, những cái thung to này đâu. Chú đầu tư để anh làm cái chậu cảnh anh bán này. Đầu tư để không nghe để làm. Tưởng là trông làm với những cái chậu to này. Trông làm mà chậu đây thì có chết. Anh đang chơi làm này. Anh đang chơi làm để bán. Tức là nó sinh vật nó liên quan đến nhiều cái. Dùng nó làm thợ mộc, thợ sợi thì làm chậu là hài đúng. Những cái chậu trước đấy là về có vốn. Đầu tư là có. Ví dụ thể loại. Thế còn ví dụ như anh nó diều với chú cái chầu này thì nó chắc cũng tầm tầm tiên triệu. Đây là chầu vuông. Chầu vuông chứ không phải là chầu chữ nhật mà không phải lục không phải gì. Đấy chầu vuông. Mọi người nhá. Đấy đang dở câu chuyện trao đổi với anh chị em. Đấy. Thì đây là qua một cái vườn sinh vật cảnh mọi người nhá. Sinh vật cảnh. Và xin giới thiệu mọi người cái cây này thì chắc là nhiều người ở thành phố sẽ không biết. Đấy, cây này ở quê mình gọi là cây tròi mòi mọi người nhá. Tròi mòi nhá. Và đây mọi người nhá, đây là cái cây đơn ta và cây này cây đơn ta đang thoát thân khoảng tầm 30 phân mọi người nhá. 30 phân thoát thân và nó là đơn. Hoành là 11. Thân đơn nhá. Thế còn đây là một cái bới đơn vàng. Thì bới này nó gọi là đơn bới chứ không phải là giới thiệu cho cây mộc hương ạ. Đấy, xin giới thiệu mọi người đây là cây mộc hương nhá. Thoát thân 70 phân. Cây mộc hương này xin giới thiệu mọi người là đang thoát thân tầm 70 phân nhá. Đấy, 70 phân. Nha, mọi người nhá. Thì thực ra là mỗi người chơi sẽ có một cái lĩnh vực riêng mọi người nhá. Và đây đơn ta này. Đấy đơn ta đó. Đấy, xin giới thiệu mọi người đây nhá. Đây lại một dòng đơn nữa nhưng mà đây là đơn này thì thực ra mà nói mọi người nó là đơn bới. Thực ra nó chỉ có giá trị đẹp về cái mặt hoa thôi. Mọi người nhá. Nói dù biết cây mới đàn quả lạc lê thì là gì? Đâu. Vâng. Hồng bi. Vâng, hồng bi. Vâng, hồng bi. Rồi xin giới thiệu với mọi người một cái cây rể thơm nhá. Cây này là cây rể thơm nhá. Và tên khoa học hiện bây giờ đang có là Hoàng Lan. Mọi người nhá. Đây là cây rể thơm. Hiện bây giờ đang có cái tên gọi là Hoàng Lan. Và ở quê thì gọi là vò thải, móng rồng. Đấy là trên thị trường thì có rất nhiều tên. Và tên thì gọi tùy theo vùng miền. Mọi người nhá, không phải mai vàng. Mai vàng thì nó lại khác. Đấy. Mai vàng ở quê này gọi lò đá. Lò đá. Đấy, đây là lò đá mọi người nhá. Đây nếu mà Dũng giới thiệu cho các bạn chơi cây thì tôi giới thiệu cho cây Bồ đề rất cổ và rất to này và dáng thế cực kỳ đẹp. Tôi thích đấy. Những cây mà gọi là tôi giấu rất kỹ nhưng mà là anh em bạn thân đến tôi giới thiệu. Rồi, cảm ơn ông bạn rất nhiều. Đây xin mời mọi người chúng ta cùng đi theo ông chủ để xem cái cây Bồ đề. Hàng quý hiếm nhá. Bồ đề đang để ở giữa gốc giữa hai cây mà cây này rất là khuất. Đấy. Có gì? Dáng rất là bonsai. Đây mọi người nhá. Rất là gốc, rất là cổ mà. Cây này là cây Bồ đề. Giáng lão nhá. Giáng lão mọi người nhá. Đấy là qua ông chủ. Vẫn đang nuôi tây chi. Cái nơi có cây. Qua ông chủ tư vấn thì đây là giáng lão nhá. Và cây Bồ đề này rất là cổ. Cái nơi đang... mọi người nhá. Và ông chủ đây đang nuôi và đang uốn nắn. Khả năng thì mọi người nhá. Rồi. Hả? Ôi lẻo cái anh kia. Sau 5 tháng nó mưa gió nó mục nó ăn sâu. Nó như hộ sung ấy. Nó không ấy đâu. Thực ra xử lý nó cái tốt nhưng mà mình có nặng hơn nhiều lắm mình chưa quan tâm đâu. Ấy đứa có dứt cái lá chả mất lấy cái lá đâu. Tay, đây mọi người nhá. Thì đây đây là cây Bồ đề cổ mọi người nhá. Thì ông chủ này qua quá trình chăm lo là cũng dành nhiều thời gian nhưng chưa đủ thời gian mọi người nhá.
chưa đủ thời gian để chăm nom muôn nắn nó. Sẽ hứa hẹn với mọi người là lần sau mà qua giao lưu thì sẽ có bồ đề chuẩn. Đây một cái bông trang tôi mới lấy về, một cái bông trang rất đặc biệt, đó là bông trang hoa trắng. Nhưng mà tưới nước thì trẻ khổ quá mà. Đấy mọi người nhá, đây là một cái cây bông trang rất là quý hiếm. Bông trang màu khác thì ở miền Bắc rất là phổ biến, nhưng mà thường nó để nó như kiểu bị căn nhỉ. Bông trang xin giới thiệu mọi người đây là bông trang màu trắng nhá. Bông trang màu trắng. Rồi rồi ok. Đấy, da đồi là bung lụa luôn. Cái này da đồi phải mọi người nhá, đây đơn đơn là đang rất nhiều thể loại và đây là hàng hoa giấy nhá. Đấy. Đấu, đấy trời mòi đi. Trời mòi. À nhìn giống lá hoa giấy nhỉ. Cây trời mòi. À đây cái cây trời mòi lúc nói ở bên đấy. Đúng rồi. Cây trời mòi này là chúng tôi mới đi khai thác về. Rồi. Cái này là gốc rất là to và già. Trồng đó phải là hàng chục năm ở bên đồi rồi dùng lấy về. Và giờ đang cắt lại thu cành chi cành lại để chuẩn bị làm lại bông tán. Rồi. Cái này về cơ bản thì là dáng cơ bản là trực nhưng mà sẽ có cái tay bay ra. Rồi. Đấy, mọi người lắng nghe nhá. Ai mà chơi nhiều sẽ hiểu cái lời nói qua của chủ vườn nhá. Chứ còn người nào mà không chơi thì là vịt nghe sấm, phải thông cảm như thế nhá. Vịt đang nghe sấm rồi. Đây là ai khán giả là họ đều là cao thủ cả. Vịt đang nghe sấm rồi. Mình nói ra để khán giả họ góp ý cho mình. Rồi. Rất cảm ơn chủ vườn rất nhiều. Đã giới thiệu và đưa anh chị em chúng ta đi tham quan. Đây là khuôn viên mọi người nhá. Bể cây cảnh, bể cá này. Nhưng mà mọi người nhá. Đấy, thực ra là chủ vườn này rất nhiều cây. Anh chị em anh mới nhập một cái lô rất là mới luôn. Đấy, mọi người nhá.